Tham dự cái hội thảo này thì thứ nhất là tôi cũng đánh giá được là cái kiến thức thực tế, kiến thức chuyên môn thực tế của cái thầy của tiến sĩ Hoàng Trung Dũng này là cũng rất là tốt. Qua cái buổi hội thảo này thì những cái kiến thức mà chúng tôi đã học ở trong các cái sách về quản trị, về nhân lực, về nhân sự, thì ngoài cái kiến thức mà trong sách vở thì chúng tôi cũng nhận được kiến thức thực tế và xử lý được cái tình huống thực tế, đồng thời là cũng rút ra cho mình được những cái bài học, rút cho mình được cái bài học để mà đưa cái kiến thức này vào có thể áp dụng phù hợp với cái môi trường doanh nghiệp của mình. Sau khi tham gia cái hội thảo này thì qua sự trao đổi của cũng như là cái giảng dạy của thầy Hoàng Trung Dũng thì bản thân cảm thấy là chúng tôi được một số cái kiến thức về bên cái kỹ năng về dẫn dắt đội ngũ nhân viên, rồi cách tạo động lực và cách là tạo ra cái môi trường làm việc cho đội ngũ nhân viên ở trong doanh nghiệp có cái động lực để làm việc. Và cũng bên cạnh đó thì cũng qua cái kinh nghiệm này thì chúng tôi sẽ tiếp thu về truyền đạt lại và những trong cái doanh nghiệp tốt hơn. Và cũng đồng thời qua đó thì qua cái học này chúng tôi cũng đã giao lưu và trao đổi thêm một số kinh nghiệm với các học viên ở trong lớp về cái kỹ năng và kinh nghiệm dẫn dắt và lãnh đạo của các anh em trong lớp về cái trong việc là áp dụng cái kiến thức mình đã được truyền đạt để vào trong cái doanh nghiệp của từng cá nhân của đơn vị. Tôi cũng tham gia khá nhiều từ Hà Nội. Trước đây tôi sinh sống ở Hà Nội nên tham gia khá nhiều các cái hội thảo. Tuy nhiên là trong hội thảo lần này thì cũng thu nhận được rất nhiều cái bổ ích, vừa từ trao đổi từ phía của diễn giả, đồng thời là từ phía của các cái học viên cùng tham dự hội thảo với mình, và cũng là cái cơ hội để tạo để mà quen biết và cũng như là tạo cái mối quan hệ với lại các cái học viên trong cái buổi hội thảo. Đối với bản thân thì đã tham gia được 3 hội thảo về trong của cái lớp học này thì bản thân cảm thấy là chất lượng của các cái buổi hội thảo thì phải nói là rất là chất lượng, hiệu quả và ý nghĩa. Nó đã đem lại được những cái vấn đề thể hiện được cái vai trò những cái khía cạnh góc cạnh của xã hội, như là biết thêm một số cái thông tin về xã hội, về doanh nghiệp, thì qua đó thì để mà chúng ta cùng có cái nhìn tổng thể hơn về những cái tầm nhìn chiến lược cho từng cái doanh nghiệp cũng như là cho từng cái mỗi cái cá nhân trong việc học tập cái lớp cao học này.